1972 nha anh. 2 gạch đứng nha, mỗi bên một gạch là 1972 nha. Còn nguyên cọng bắp bột luôn. Đây còn nguyên cọng bắp bột của nó ha. Em rửa em đã vệ sinh sạch sẽ rồi, lửa thì khó chê, và em chắc lửa kỹ lắm. Cho nên là châm xăng chú rất là tiếc ha. Cây này là cây phải xước luôn. Phải xước chống trầy luôn, 1972 ha. 1972. Nó cứng nhẹ cái này chút xíu này, không có thấy nhưng mà em không có thấy nhưng mà em cũng nói cho anh biết cái chỗ này nó cứng nhẹ chút xíu thôi. Đó. Tiếng rất là hay, cái này cây 72 mà tiếng rất là hay. Đây. Đó, cho anh nhìn mọc ha. Đó, mọc đây. Đó, 1972 ha. Mỗi bên một gạch đứng nha.